Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Chúng sùng kính ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo: các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Mai Sen đã nói: hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ, người đó phải chết. Còn ngươi thì lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: những của tôi có thể giúp cho cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành con ban, nghĩa là của dâng cúng, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa, như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ngày mùng 2 Tết, giáo hội muốn chúng ta hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ để ghi nhớ công ơn các ngài, để cầu chúc các ngài trường thọ và để con cháu tỏ bày lòng thảo hiếu đối với những bậc sinh thành dù còn sống hay đã qua đời. Đặc biệt với người Việt Nam rất trọng lễ giáo, tôn ti trật tự trong gia đình, không có chuyện cá đối bằng đầu. Trong lễ giáo thì ân nghĩa là đầu tiên. Kính nhớ tổ tiên đó là cách thức tỏ ân nghĩa đối với các bậc sinh thành. Thế nên khi cha mẹ còn sống, con cháu phải phụng dưỡng, tôn kính, vâng lời và ăn ở sao cho các ngài hài lòng. Khi các ngài qua đời, lo an táng tử tế, con cháu thờ kính dỗ chạp hàng năm, mà cha mẹ dù có khuất đi nhưng vẫn đang hiện diện rất gần gũi bên con cháu của mình trong mái ấm gia đình. Đạo hiếu là cốt tủy của nền văn hóa Á Châu. Vì thế ai hiếu thảo luôn tín trung, ai thảo hiếu không bao giờ bất nhân, và ngược lại, ai bất hiếu sẽ bất trung, ai không thảo hiếu sẽ vô nhân. Ca dao Việt Nam có quá nhiều câu nói về lòng hiếu nghĩa. Chúng ta cùng nghe: cây có gốc mới nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta có gốc từ đâu? Có cha có mẹ, rồi sau có mình. Đạo hiếu nơi con cháu là lòng biết ơn. Biết ơn được biểu hiện từ suy nghĩ, lời nói và cử chỉ đối với ông bà cha mẹ. Vì cha mẹ sinh ra ta, nâng đỡ ta từ cung lòng, vỗ về âu yếm, nuôi dưỡng bú mớm, bồi bổ giáo dục cho lớn khôn, và còn dõi theo mỗi bước đường đời của chúng ta.
Ca dao vẫn để lại cho chúng ta một câu tuyệt vời rằng một mẹ già bằng ba hàng dầu. Tuổi thơ của con được ươm đầy tiếng ầu ơ của bà, câu chuyện cổ tích của ông. Từ lúc còn trong nôi, con đã được trao dồi cái nhân, cái nghĩa. Chính gia sản tinh thần gia đình là chất keo nối kết tâm hồn con người lại. Để rồi ai ai cũng cảm thấy rằng dù đi xa, đi học hay đi làm, đi tận đâu chăng nữa cũng phải về với gia đình, sum họp trong những ngày đầu năm mới. Như thế, đạo hiếu là sợi chỉ vàng nối kết mọi thành phần trong gia đình với nhau. Đạo hiếu làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt. Còn hơn thế nữa, đạo công giáo đẩy đạo hiếu của người Việt đi vào trong giới dân, để buộc những người con, người cháu phải thảo kính ông bà, cha mẹ của mình. Đó là điều răn quan trọng. Sách Huấn Ca đã nói về nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ thật đáng nhớ. Chúng ta hãy nghe: ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được nhận lời. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lời Đức Chúa sẽ làm mẹ an lòng. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái vững bền, lời nguyên rủa của mẹ làm cho chốc rễ bật nền. Chớ vinh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha con sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn. Ai chọc giận mẹ sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Thế mà ngày hôm nay, khi quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ mồng 2 Tết, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời, chắc chắn thực tế của đời sống chúng ta, thân phận con cháu, chúng ta đã bao lần làm cho cha mẹ phải khổ tâm cực lòng, làm cho lòng mẹ xe thắt lại vì lời nói và hành động hỗn xược của con, làm cho lòng cha đau thắt vì bị con coi thường và khinh bỉ khi tuổi già đã chân mòn gối mỏi, đầu óc lú lẫn ngơ ngớn. Chắc chắn một điều là cha mẹ nào cũng muốn điều tốt lành cho con cái, dù phải đói đắt cơ khổ, dù phải vất vả ngược xuôi, ngay cả khi còn là những hơi thở cuối cùng, người cha mẹ ấy cũng dành cả cho con. Nó học xong rồi lên thành phố làm việc thấm thoát đã mười mấy năm. Nó sống ở thành phố lâu thành quen nên quyết định lập nghiệp ở đấy. Lý do một phần là do đã quen với môi trường sống thành phố, một phần là do chính người mẹ của nó sống ở quê. Từ khi nó bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên tới giờ đã là
giám đốc kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu lớn của thành phố. Nó vẫn đều đặn gửi tiền về quê cho mẹ theo yêu cầu của mẹ nó. Số tiền mà mẹ nó bắt gửi về hàng tháng cho bà tăng dần theo năm tháng, hoặc khi bà biết nó vừa được tăng lương, vừa được bổ nhiệm chức danh cao hơn. Bà mẹ cố định một ngày cuối tháng là phải gửi tiền về. Chỉ cần chậm một ngày thôi là bà gọi điện mắng con trai té tát rằng ham chơi, bù khú bạn bè mà quên mất mẹ già. Nó rất bực bội và chán nản khi thấy mẹ nó càng già lại càng có lòng tham vô độ, chẳng bao giờ nghĩ cho nó xem nó kiếm tiền có khổ cực thế nào. Dần dần nó thấy ghét mẹ và tìm cách né tránh và cáo bận nhiều công việc họp hành để không phải về quê gặp mẹ mỗi khi lễ Tết. Cho đến một ngày ở nhà quê báo tin mẹ nó đột ngột qua đời sau một cơn đau tim, nó vội vã xin nghỉ việc chạy về chịu tang mẹ. Về đến nhà, nhìn người mẹ đã lâu không gặp nằm thanh thản như đang ngủ say, nó òa khóc nức nở. Nó nghĩ đến việc bao năm tháng chỉ vì mẹ đòi gửi tiền mà nó xa lánh mẹ, ghét mẹ, chẳng phụng dưỡng được ngày nào mà còn bỏ mặc bà lủi thủi một mình trong căn nhà tuần toàn ở quê với con mèo làm bạn. Trong lòng nó trào lên sự hối hận và đau đớn xót xa. Sau ngày tang lễ, nó chuẩn bị trở về thành phố thì người cậu trong nhà tới gặp nó. Ông đưa cho nó một cuốn sổ của ngân hàng và một lá thư mà mẹ nó đọc cho ông viết trong những giây phút cuối đời của bà. Nó sững sờ khi nhìn số tiền trong sổ của ngân hàng, đó cả là một gia tài lớn. Trong lá thư viết: "Con trai yêu quý nhất của mẹ, ngay từ khi con còn nhỏ, con đã khiến cho mẹ rất tự hào. Vì con là một chàng trai giỏi giang, có tình, có nghĩa, hào phóng và biết giúp đỡ mọi người. Khi con nói muốn lên thành phố làm việc, mẹ đã rất lo lắng cho tương lai của con. Mẹ sợ con sẽ không giữ được những thứ mình vất vả làm ra. Vì thế, mẹ đành trở thành một người mẹ tham lam vô độ, bắt con phải gửi tiền về nhà. Nhưng mẹ không dùng đến tiền của con. Cuộc sống hàng ngày mẹ tự lo được, vì vậy tất cả số tiền này vẫn là của con. Con toàn quyền sử dụng nó. Hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ và đừng ghét mẹ nữa, con trai của mẹ nhé. Mẹ mãi yêu con." Nó đứng như trời trồng trước mộ mẹ, nó gào thét gọi mẹ trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đã muộn. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi mọi người cùng tôi đốt lên một nén nhang trầm, một cây nến sáng, miệng đọc thầm lời kinh nơi phần mộ của cha mẹ mình để cầu xin cho các ngài. Và nếu trong thời gian các ngài sinh thời chúng ta làm điều gì bất hiếu làm cho cha mẹ phải cực lòng và đau khổ, hãy nói rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm,
xin tha lỗi cho con. Bố ơi, con thương bố nhiều. Bố hãy thứ tha lỗi lầm cho con. Đó là điều mà tôi cảm nhận trong những ngày đầu năm khi dâng thánh lễ mồng 2 Tết, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình. Bởi lẽ tôi cảm nhận được rằng những người hạnh phúc là những người còn cha còn mẹ. Những người ấy còn được nghe lời nhủ khuyên của mẹ cha, còn có chỗ dựa mỗi khi mình lạc bước hay lầm lỡ. Còn như bản thân tôi và nhiều người khác, cha mẹ đã khuất bóng, có mong một lời khuyên, một lời nhủ thầm, một chỗ dựa khi bị đau khổ, khủng hoảng hay lầm lỡ cũng không còn. Và đôi khi còn làm cho cha mẹ của mình buồn phiền vì lời nói, cử chỉ và hành động lỗ mãng của mình. Xin cùng tôi như người thanh niên trong câu chuyện trên, chúng ta không gào, không khóc trước ngôi mộ của cha mẹ mình, nhưng chúng ta thắp một nén nhang, đốt một cây nến sáng, đặt lên đó một cành hoa, miệng nói lời khẩn cầu Thiên Chúa để thương xót cha mẹ của mình, và cũng từ đó xin lỗi và quyết tâm sống tốt với vai trò và bậc sống của mình đang đảm nhận ở tại trần gian này. Cuối cùng, xin cho tôi cùng chia sẻ nỗi đau đối với con cái của ông Doan Kim. Như tôi nói đầu lễ, tôi chỉ gặp ông 2 lần trong những chuyện rất tình cờ, cũng là đám tang cổ sơ tại dòng Saint Paul. Cho tôi đồng hành với nỗi đau khi mình không còn gặp bố trong những lời nói trăn trối cuối cùng, mà chỉ là một thân xác bất động, có chăng là bị bầm dập bởi tai nạn. Nhưng hãy tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng đã cho ông về hưởng phúc trường sinh, mùa xuân vĩnh cửu nơi thiên quốc. Bởi lẽ chỉ có nơi đó là nơi mà chúng ta được sống vĩnh cửu, và vì vậy là những người con cháu trong gia đình. Dẫu những ngày Tết mọi người đều vui, đều quây quần, đi chơi đây kia, nhưng chúng ta lại đón xác của bố từ nhà thương về nhà, và từ đó thay vì niềm vui là chiếc đêm, chiếc khăn trên đầu của mình. Nhưng với tôi, chiếc khăn ấy cả là một lòng hiếu thảo, kính yêu và vâng phục cha mẹ của mình. Để rồi ngày hôm nay ông hưởng phần phúc nước trời với mùa xuân vĩnh cửu, ông sẽ cầu nguyện cho con cái cháu chắc đang lữ hành trên trần gian này. Xin cho tôi chia buồn với tang quyến, đồng hành với nỗi đau của những người con mất cha, của những người cháu mất cậu. Không phải chỉ dừng ở đấy, nhưng còn xác tín và tin tưởng rằng chúng ta sẽ gặp những người qua đời, bố, cậu,
dì ông bà cha mẹ của chúng ta trên nước trời. Amen.